Bây giờ chúng ta qua một loại trái phiếu nữa, gọi là trái phiếu vô hạn. Trái phiếu vô hạn này có nghĩa là gì? Đây là một loại trái phiếu mà không có thời gian hoàn trả. Thường trái phiếu vô hạn này được chính phủ phát hành. Tại sao lại không có cái gọi là thời gian hoàn trả gì? Nó có. Thứ nhất, lý do thế này. Tôi lấy ví dụ như chính phủ Việt Nam, chúng ta phát hành trái phiếu. Mà anh chị thấy rằng chúng ta phát hành trái phiếu cách đây bao lâu rồi? Có lẽ là 10 năm, 2, 30 năm rồi. Như vậy thì những trái phiếu mà nhà nước chúng ta phát hành đó, mà 5 năm sau, 10 năm sau nó đáo hạn. Thầy hỏi rằng là khi đó nhà nước lấy tiền đâu trả lại cho trái chủ? Ngân sách nhà nước có bội thu chưa? Chưa. Chúng ta vẫn tiếp tục bội chi. Bởi tiền đâu để trả cho chính phủ, trả cho trái chủ? Thì khi đó thông thường là chính phủ lại phát hành một đợt trái phiếu mới, lấy tiền của đợt phát hành trái phiếu mới để trả cho trái phiếu cũ, đúng không? Thông thường nó là như vậy. À, như vậy thì người ta nói rằng như vậy thì làm gì cho mất công vậy? Bởi vì các chính phủ là nợ vay tiền của công chúng là liên tục hết năm này qua năm khác. Vậy tại sao mà nó phát hành trái phiếu vô hạn đi? À, có nghĩa là trái phiếu là không có thời hạn, để khỏi phải lần sau phát hành để trả cho lần trước. Mình mỗi lần phát hành như vậy tốn kém chi phí không? Chi phí tốn kém, chi phí xã hội tốn kém, mà chi phí xã hội tốn kém thì ai chịu? À, ngân sách nhà nước cũng chịu thôi. Như vậy thành ra ở các nước nó có cái gọi là cái loại trái phiếu gọi là không có thời hạn. Vậy thì khi bán ra ngoài thị trường người ta có mua không? Đó, tất nhiên mua chứ. Bởi vì nhà đầu tư, các trái chủ khi mua trái phiếu xong họ muốn thu hồi vốn thì sao? Họ lại bán nó lại ra thị trường để họ thu hồi vốn. Thế thôi. Vì trái phiếu mà tao biết rồi, chứng khoán được quyền thừa kế, được quyền cho biếu tặng vân vân, đúng không? Do đó là cái trái phiếu vô hạn là một cái dạng đặc biệt. Mà trái phiếu vô hạn thì sao nhỉ? Thì chúng ta thấy như thế này. Có nghĩa là không có thời gian hoàn trả cái mệnh giá. Có nghĩa là người trái chủ sẽ mua và nhận cái tiền lãi trái phiếu hàng năm và nhận nó cho đến vô hạn, mãi mãi về sau, đúng không? Và nếu như vậy thì từ công thức này chúng ta chuyển sang công thức này một cách khá đơn giản. Hay là ví dụ như thế này, chúng ta có công thức của mình hồi nãy, các chị nhớ không? Nếu N tiến tới vô hạn, tôi lấy ví dụ công thức này. Bây giờ 3 này nè, anh chị thấy cái 3 này mà tiến tới vô hạn, đúng không? Thì cái này sẽ trở thành một số epsilon, số nhỏ nhất. Và cái số hạn này sẽ biến tới bằng 0. Và khi N tiến tới vô hạn, 3 này tiến tới vô hạn, thì cái số hạn này tiến tới bằng 0. Và như vậy chúng ta chỉ còn là 10 chia cho 12 thôi. Có nghĩa là bằng Y chia cho, trong ví dụ này thì khi đó B0 của mình sẽ bằng là Y chia cho KB, đúng không? Chia cho KB. Mà trong trường hợp đó, công thức định giá về trái phiếu hạn của vô hạn của chúng ta phải nói rằng là khá đơn giản. Chỉ cần chúng ta lấy cái tiền lãi trả hàng năm chia vào cho cái tỷ suất lợi nhuận mà nhà đầu tư yêu cầu thì ra được giá của trái phiếu tại thời điểm đó. Đó là như vậy. Tôi lấy ví dụ. Ta lấy lại ví dụ. Một trái phiếu mệnh giá 1.000, lãi suất gốc 8%, lãi suất kỳ vọng trên thị trường là 10%, vậy giá trái phiếu bao nhiêu? Quá đơn giản, đúng không? Tiền lãi hàng năm là 80, KD là 10%, chia ra như vậy giá trái phiếu hiện hành là 800. Mệnh giá là 1.000 nhưng giá trái phiếu hiện hành là 800. Rồi, chúng ta lao qua một loại trái phiếu khác đặc thù hơn một chút là trái phiếu có lãi suất bằng 0. Vậy các anh chị hình dung rằng có loại trái phiếu này không? Có loại trái phiếu nào mà lãi suất gốc này nè, lãi suất coupon này nè, cái lãi suất này nè bằng zero, có không nhỉ? Nếu mà tao đi mua một trái phiếu mà tiền lãi không có thì anh chị có nên mua không? Nên không ạ? Nếu người ta bán trái phiếu đó mà bằng với mệnh giá thì mua làm gì? Tôi mua nó với giá 100.000, sau 2 năm 3 năm người ta trả lại, mỗi năm người ta không trả lại cho mình, rồi sau 2 năm 3 năm người ta trả cho mình một khoản tiền bằng mệnh giá thì không mua chứ.
đâu có lời đâu Múa, đúng không? Nhưng không, là mình vẫn có lời chứ không phải không có lời. Có lời bằng cách nào? Như thế này, ví dụ cái trái phiếu này mệnh giá là 100.000, nhưng mà khi người ta bán, tất nhiên người ta bán với giá 100.000 thì không ai mua đâu, giả định người ta chỉ bán với giá 90.000 thôi, đúng không? 90.000 thôi thì nên mua không? Mua, bởi vì mình mua nó với giá 90.000, một năm sau người ta trả mình nhiêu? 100.000, bằng mệnh giá là 100.000, đúng không? Và như vậy đó thì rõ ràng là gì, chúng ta sẽ có lời được 10.000. À, đó là như vậy. Thì cái loại trái phiếu này nó đặc biệt hơn một chút là lãi suất coupon là không có. À, nhưng sau khi đáo hạn thì người ta trả cho mình một khoản tiền bằng với mệnh giá. Và loại trái phiếu này thông thường là khi phát hành người ta bán thấp hơn mệnh giá, cái giá của bán của nó thấp hơn mệnh giá. Nên cái loại trái phiếu có lãi suất bằng zero này, người ta còn dùng một cái từ nữa gọi là trái phiếu chiết khấu. Các anh chị lưu ý giùm tôi, gọi cái từ là trái phiếu chiết khấu. Ví dụ như vậy. Ví dụ như trong cái ví dụ này của mình, à, chẳng hạn, đúng không? Nếu bây giờ giả sử mình nhà đầu tư yêu cầu rằng mức sinh lời là 12%, KD yêu cầu là 12%, thì khi đó chúng ta sẽ thấy rằng là B0 sẽ bằng tiền lãi của, là nhiêu? Là 100.000 nhân 1 cộng 12%, giả sử thời hạn của nó là 2 năm đi, mũ trừ 2 chẳng hạn, như vậy thì khi đó nó ra được một cái giá cổ phiếu ở hiện tại là bao nhiêu. Đó nè, thì ta biết rằng 100.000 này đó là mệnh giá rồi, nhân với 1 cộng y mũ trừ n thôi, mà nó chính là cái công thức này của chúng ta. À, lấy mệnh giá chia cho 1 cộng KD mũ n. À, đó là như vậy. Thì đây là loại trái phiếu gọi là có cái gọi là lãi suất bằng không. Ví dụ đây, chúng ta coi trái phiếu Z có mệnh giá 1.000 đô, thời hạn 30 năm, lãi suất chiết khấu yêu cầu là 10%, vậy giá trái phiếu là bao nhiêu? À, và rõ ràng là bây giờ nếu ở hiện tại chúng ta mua nó với giá 57, chắc là 570 cũng gì chứ không phải 57 đâu, nó bị sai là 570, thì khi đó chúng ta mới chấp nhận mua, không ạ? Một đặc điểm nữa, các chị coi, phương thức trả lãi định kỳ có nghĩa là như thế này. Trong ví dụ này hồi nãy chúng ta đưa, bây giờ chúng ta muốn nói đến cái trường hợp này, lãi trả 6 tháng một lần. À đây, thông thường một trái phiếu thì tiền lãi của nó là trả vào cuối mỗi năm. Nhưng nếu giả sử có trường hợp trái phiếu nào đó đưa ra mà tiền lãi trả 6 tháng một lần, thì khi đó công thức của chúng ta sẽ như thế nào? Đây. À, như vậy công thức của mình, tôi sẽ bôi cái phần này đi để các anh chị. Ta lấy lại cái ví dụ này của mình, đúng không? Rồi. Ví dụ trong trường hợp này các chúng ta thấy, bây giờ nếu trong trường hợp gọi là tiền lãi trả 6 tháng một lần thì khi đó công thức định giá của mình sẽ như thế nào? Thì các anh chị sẽ thấy như thế này. À, tôi lấy cái màu. Rồi các anh chị xem. Bây giờ khi đó cái 10 này chúng ta sẽ chia 2. 12 này chúng ta sẽ chia 2, 1 năm 2 lần chia 2. 3 này chúng ta sẽ nhân 2. À, lãi suất này chia 2, cái này nhân 2. Đúng không? Và như vậy thì chúng ta sẽ viết lại công thức của mình như thế nào. Tôi viết lại để anh chị
hình dung cho nó dễ. Như vậy Pedro bằng 10 chia 2 nhân với 1 trừ cho 1 cộng 12% chia 2, tất cả mũ trừ 3 nhân cho 2 chia lại cho 12% chia cho 2 cộng 100 nhân cho 1 cộng 12% chia 2 mũ trừ 3 nhân 2. Tại sao như vậy? Anh chị biết rồi, tiền lãi chúng ta thấy mỗi năm là 10.000, 6 tháng chúng ta nhận một lần thì mỗi lần mình nhận là 5.000. Lãi suất yêu cầu ở đây là 12% một năm, nhưng thời hạn trả của mình là 6 tháng, nên chúng ta áp dụng cái lãi suất danh nghĩa này chuyển đổi thành lãi suất thực là 12% nhân 2. Bây giờ chúng ta thấy rằng là cứ 6 tháng chúng ta trả lại một lần, mà thời hạn trái phiếu này 3 năm. Vậy trong suốt 3 năm chúng ta nhận được bao nhiêu lần tiền lãi? Tất cả là 6 lần tiền lãi, đúng không? Đó là như vậy. À, thì anh chị bấm máy giùm tôi xem trong ví dụ này thì nó ra nhiều, kết quả ra nhiều. À, thì kết quả tôi tính ra được, hôm nay tôi mang máy tính tôi bấm ra anh chị, ra được là 95.083. Đó là như vậy. Bây giờ giả sử chúng ta có cho 3 cột 3 trái phiếu A, B, C. 3 trái phiếu này thứ nhất là có cùng mệnh giá. Mệnh giá đều là 100.000 đồng. Thứ hai, lãi suất gốc đều là 10%. Nhưng cái thứ ba, xét về mặt thời hạn, thời hạn thì khác nhau. Trái phiếu A thời hạn là 1 năm. Trái phiếu B thời hạn là 10 năm. Trái phiếu C thời hạn là vô hạn. À, đó là như vậy. Bây giờ các anh chị coi. À, thứ nhất, giả sử câu hỏi yêu cầu thứ nhất, nếu lãi suất trên thị trường là 0%, 5%, 10% và 15%, thì khi đó giá của 3 trái phiếu này là bao nhiêu? Cho 4 trường hợp, các anh chị lưu ý như vậy. Trường hợp thứ hai, câu B, nếu giả sử giá 3 trái phiếu đều là 110.000, thì hỏi rằng lãi suất 3 trái phiếu là bao nhiêu? Rồi. Có nghĩa là gì? Trong trường hợp này người ta cho anh chị cái giá trái phiếu luôn rồi, bây giờ các anh chị đi tìm cái lợi suất của trái phiếu thôi, đúng không? Đó là như vậy. Và thứ ba, là gì? Là ta vẽ đồ thị 3 trái phiếu trên. Cái phần này có lẽ là anh chị không cần phải tính, tôi sẽ vẽ giùm anh chị để cái từ đó cho anh chị hình dung. Bây giờ anh chị tính giùm tôi trước thôi, là cái trái là trường hợp trái là câu A thôi. Anh chị hình dung được không? Ở cái câu C, câu C tôi sẽ tính cho anh chị. Đó. Rồi anh chị có thể là làm giùm tôi câu A thôi. Công thức định giá đã có rồi. Giả sử lãi suất thị trường, lãi suất thị trường trong ví dụ này như anh chị biết nó chính là gì? Là trong bài tập của ta đó là K đề. Trong công thức của mình đó là K đề. À, mệnh giá thì rõ rồi. Và trong ví dụ này tôi cho luôn anh chị đi. À,
trong ví dụ này tôi cho anh chị luôn là ở đây vậy thì y của mình là nhiêu? Y của mình là 10.000. Rồi, đúng không? Rồi các anh chị thấy thời hạn nó khác nhau thôi. Nha. Rồi từ đó anh chị hãy hình dung cho tôi và tính cho tôi câu A thôi. Ba cái mức, bốn mức lãi suất trên thị trường: 0%, 5%, 10%, 15%. Rồi các anh chị tính giúp tôi. Các bạn coi trong cái mấy ví dụ vừa rồi ha. Ví dụ vừa rồi, chúng ta cho ba trái phiếu ABC là mệnh giá là 100.000, lãi suất gốc là 10%. Thì như vậy cái tiền lãi hàng năm của mình sẽ là 10.000. Bây giờ giả sử rằng lãi suất thị trường là 0%, 5%, 10% và 15%. Với thời hạn của ba trái phiếu khác nhau như vậy, hỏi rằng bây giờ giá của mỗi trái phiếu là bao nhiêu? Thì tôi tính ra cái bảng này cho các bạn. Thì mệnh giá của ba trái phiếu đều là 100.000, lãi suất coupon của ba trái phiếu đều là 10%. Thời hạn của trái phiếu A là 1 năm, B là 10 năm. Đúng không ạ? Thì như vậy về giá của trái phiếu, nếu trường hợp thứ nhất các bạn thấy là lãi suất là 0%, thì chúng ta dùng công thức ta tính ra được là giá của trái phiếu A là 110, và trái phiếu B là 200, và trái phiếu C là mấy? Trái phiếu C sẽ được xem là vô hạn. Đúng không ạ? Các bạn còn nhớ công thức của mình không? Công thức của mình đó, đối với trường hợp trái phiếu vô hạn thì B0 của mình sẽ bằng là Y chia cho KD. Mà trong trường hợp này KD là bằng 0, thì như vậy cái giá trái phiếu của chúng ta sẽ tiến tới gọi là cực đại. Cực đại. Đúng không ạ? Đó là như vậy. Thì đó là cái đặc điểm để chúng ta coi thử cái giá của cái trái phiếu. Còn khi lãi suất là 5%, thì chúng ta sẽ tính ra được là giá của trái phiếu nó ABC nó là nhiêu đây. Các bạn tính ra nó đúng vậy không? Còn khi lãi suất của trái phiếu, lãi suất thị trường là 10%, thì lãi suất thị trường mà là 10% thì nó bằng với lãi suất coupon, lãi suất gốc. Các bạn thấy, thì khi đó cái giá của trái phiếu nó bằng với mệnh giá của trái phiếu. Giá thị trường của trái phiếu bằng với mệnh giá của trái phiếu. Và khi lãi suất thị trường nếu tăng lên 15%, thì giá của các trái phiếu nó cũng đều giảm như vậy. Không ạ? Các bạn theo được không? Các bạn lưu ý giùm tôi. Đây đó là cái kết quả tính toán của tôi là trong cái ví dụ vừa rồi. Bây giờ từ đây cái ví dụ này đó, bây giờ các bạn muốn tính đến cái câu B. Câu B của chúng ta là gì? Là giả sử trái phiếu là 110.000 thì lợi suất của nó là bao nhiêu? Thì như vậy thì khi đó các bạn sẽ tính theo cái lợi suất. Lãi suất của trái phiếu ta sẽ tính như thế nào? Thì các bạn có thể dựa vào cái trái phiếu A này. Bây giờ chúng ta có thể từ dựa vào cái trái phiếu A này để chúng ta tính toán về nội suy để chúng ta ra được cái gọi đó là cái lợi suất của trái phiếu. Có nghĩa là trong bài toán của chúng ta, các bạn còn nhớ không? Tôi lấy ví dụ nha, trái phiếu A. Các bạn, trái phiếu A vì thời hạn của nó là 1 năm thôi, thì vậy thì B0 của nó B0 của nó sẽ bằng là Y. Đúng không? 1 năm thôi là Y cộng với mệnh giá là FV. Đúng không? Nhân cho, hay nó khác hơn là chia lại cho 1 cộng cho KD mũ. Tất cả cái này là mũ 1. Như vậy từ đây các bạn suy ra đối KD của cái này nó sẽ bằng cái gì? Là bằng B0, giá hiện tại của trái phiếu, chia cho là Y cộng cho FV và cộng cho trừ đi cho 1. Đúng không? Như vậy thì cái giá hiện tại của trái phiếu nếu chúng ta tính đó là 110.000.
chúng ta chia lại cho cái tiền lãi của trái phiếu, đúng không ạ? Tiền lãi trái phiếu của chúng ta là mấy? Là 10.000 FV. Rồi xin lỗi, tôi coi lại công thức của chúng ta coi. Thì chúng ta thấy ngay ở cái bảng tính của chúng ta nè, trường hợp thôi ta lấy bảng tính này luôn, giá của nó 110.000 thì lãi suất của nó bằng, của trái phiếu A là bằng zero, đúng chưa? Ngay bằng zero luôn, nó bằng trái phiếu 10.000 đây. Chúng ta không cần phải tính nữa, nó ra 10.000 ngay. À, và cụ thể là gì? Cụ thể trong cái bài toán này chúng ta tính chia lại cho cái mệnh giá ở đây là 10.000 của cái tiền lãi cộng với 100.000 mệnh giá trừ đi cho 1, thì trong trường hợp này chúng ta sẽ ra lãi suất là 0%, đúng không gì? Đó là như vậy. Còn trong trường hợp mà lãi suất của trái phiếu là giá của trường hợp mà thời hạn trái phiếu là 10 năm thì các bạn thấy rằng là gì? B0 của mình sẽ bằng là A là 10.000 nhân cho cái này là 1 trừ đi cho 1 cộng cho KD mình chưa biết mũ trừ 10 chia lại cho KD cộng cho mệnh giá là 100 nhân cho 1 cộng cho KD mũ trừ 10 và cái mệnh giá này chúng ta bằng là 110.000. Và từ đây chúng ta sẽ suy ra được đó là vậy KD của mình bằng mấy? Bằng mấy? À, thì như vậy các bạn có thể sử dụng ở đây sử dụng phương pháp nội suy để chúng ta nội suy ra cái lợi suất của trái phiếu bằng cách ta sử dụng cái bảng này. Chúng ta coi lấy hai cái giá này đó, là 110 thì nó nằm trong khoảng này đúng không? À, như vậy thì trong trường hợp này các bạn thấy khi y khi KD KD bằng gọi là 5% thì cái giá của trái phiếu B0 của mình bằng mấy? 138.000 138.609 609. Còn khi KD là 10% thì B0 của mình bằng là 100.000. Và như vậy ở đây của mình cái này của mình là gì? 110.000 thì ta dùng phương pháp nội suy. Đúng không? Các bạn thấy nhớ nội suy của mình không? Nếu đây là KD và đây là B0 thì khi 5% thì nó là 138. Tôi lấy tròn đi, 138. Còn khi là 10% thì nó là 100. Còn của mình ở đây là mấy? Là 110. Vậy lãi suất nó là bao nhiêu? Đúng chưa? Từ đây các bạn có thể tìm ra được KD của mình bằng 5% cộng cho 138 trừ cho 110 chia lại 138 trừ cho 100 nhân cho cái khoảng cách này là 10% trừ 5%, đúng không bạn? Đó là như vậy. Để các bạn nội suy xem nó ra bao nhiêu. Thì theo kết quả tính toán của tôi thì ở đây nó sẽ ra được là KD của mình sẽ bằng 8,48%. Đó là như vậy. Được chưa? Còn trong trường hợp là chúng ta tính cho cái trái phiếu C thì các bạn thấy chúng ta có công thức B0, vì nó là trái phiếu vô hạn nên nó bằng Y chia cho KD. Và trong trường hợp này thì KD của chúng ta sẽ bằng là B0. KD của chúng ta sẽ bằng là Y chia cho B0. Mà Y của mình là 10.000, đúng không? Chia cho B0 của mình giả định là 110.000, đúng không? Vậy thì cái lãi suất của nó bằng mấy? À, và như vậy chúng ta sẽ ra vào được khoảng 9,09%. À, đó là tính về lợi suất của trái phiếu. À, các bạn hình dung được chưa? Đây là trái phiếu C.
đúng không? Trên này là trái phiếu A và đây là trái phiếu B, là như vậy. Rồi các bạn hình dung được chưa? Rồi bây giờ chúng ta coi thử, chúng ta quay trở lại cái câu C của mình là vẽ đồ thị của ba trái phiếu trên. Thì ở trên này trên tôi đã vẽ trên Excel rồi để các bạn hình dung. À, thì các bạn thấy là theo cái tính toán của chúng ta ở đây, thì khi mà cái lãi suất thị trường nó bằng 10%, thì khi đó giá của các trái phiếu của chúng ta đều bằng là 100.000. Và rõ ràng chúng ta thấy là cái đồ thị của mình nó sẽ giao nhau, ba cái đồ thị này sẽ giao nhau tại một điểm ở đây khi lãi suất là bằng 10% và cái giá trái phiếu 100.000, đúng không ạ? Và từ đây nó thấy vẽ ra được cái đồ thị này vì chúng ta đã có căn cứ vào bốn cái điểm này các bạn. Chúng ta đã có tính được kết quả ở câu A rồi, 0% thì giá của trái phiếu A bao nhiêu, B bao nhiêu, 5%, 10, 15% giá của từng trái phiếu như thế nào, thì chúng ta vẽ trên cái đồ thị này, chấm các điểm và ta nối cái đồ thị này vào với nhau. Thì trong trường hợp này các bạn thấy cái trái phiếu C là cái màu xanh này, và trái phiếu B là màu vàng và trái phiếu A là màu hồng này. Thì các bạn thấy là ba loại trái phiếu này được vẽ ra như vậy, thì nếu xét về yếu tố rủi ro, trước tiên các bạn thấy khi lãi suất trên thị trường mà tăng lên thì giá của trái phiếu của ba trái phiếu này có khuynh hướng là gì, là đều giảm. Do đó các bạn nhớ là trên thị trường chứng khoán, giá của các loại chứng khoán sẽ tỷ lệ nghịch với cái lãi suất trên thị trường tiền tệ. Khi lãi suất trên thị trường tiền tệ, tôi lấy ví dụ khi lãi suất huy động vốn, lãi suất cơ bản ngân hàng nhà nước công bố tăng lên thì lãi suất huy động trên thị trường tiền tệ cũng sẽ khuynh hướng tăng, và như vậy giá của trái phiếu hay là giá của chứng khoán nói chung sẽ có khuynh hướng giảm, đúng chưa? Đó là như vậy. Và như vậy thì ta sẽ thấy rằng là cái giá của các chứng khoán tỷ lệ nghịch với lãi suất trên thị trường tiền tệ. Đó là điều thứ nhất mà ta có thể nhận xét qua được cái đồ thị này. Vấn đề thứ hai là giữa ba trái phiếu A, B và C này, các bạn thấy trái phiếu nào có rủi ro hơn? Rủi ro đây là gì? Là cái mức độ biến động giá trái phiếu nào lớn hơn. Các bạn nhìn vào ba đồ thị đó, các bạn sẽ thấy là trái phiếu nào có độ dốc cao thì trái phiếu đó có mức độ biến động giá mạnh hơn. Thì rõ ràng chúng ta thấy cái trái phiếu màu xanh là trái phiếu có độ dốc cao nhất, mà trái đó là trái phiếu C. Mà trái phiếu C là thời hạn của nó là gì? Là vô hạn. Trái phiếu màu vàng độ dốc thấp hơn, nằm ở giữa. Mà trái phiếu B là trái phiếu có thời hạn là 10 năm. Trái phiếu A là trái phiếu có thời hạn là 1 năm, độ dốc của nó là thấp nhất, mức độ biến động giá của nó là thấp nhất. Như vậy từ đây chúng ta để đi đến một kết luận rằng, xét về mặt thời hạn của trái phiếu thì trái phiếu nào có thời hạn càng dài thì rủi ro về biến động giá càng lớn. Khi lãi suất thị trường, các bạn thử hình dung từ 5% tăng lên 10%, một biên độ giao biến động giá tăng lãi suất như vậy thì giá của trái phiếu A giảm, nhưng giảm không nhiều. Giá của trái phiếu B từ mức này là 138.000 giảm xuống còn 100.000, đúng không? Nhưng trong khi đó giá của trái phiếu C là từ 200.000 giảm xuống còn 100.000, mức độ giảm nhanh hơn và mạnh hơn. Đó là điều mà chúng ta muốn kết luận qua cái đồ thị này. Thứ nhất, một, lãi suất trên thị trường tiền tệ tỷ lệ nghịch với giá của chứng khoán. Thứ hai, thời hạn của trái phiếu càng dài thì mức độ rủi ro của nó càng lớn. Đó là như vậy. Đó là những kết luận mà chúng ta muốn đề cập ở trong cái ví dụ này. Các bạn hình dung được chưa? Là như vậy. Bây giờ chúng ta đi vào bài tiếp bài của chúng ta. Qua phần thứ ba, phần thứ hai là vừa rồi chúng ta đi đến vấn đề gọi là định giá trái phiếu. Bây giờ chúng ta đi đến cái gọi là định giá cổ phiếu. Chúng ta nhớ trái phiếu là một chứng khoán nợ, và thông thường trái phiếu nó có thời hạn của nó. Trái phiếu, trái chủ nắm giữ trái phiếu
thì họ được nhận được cái tiền lãi định kỳ hàng năm, mà tiền lãi định kỳ hàng năm hầu như là được biết trước, nên cái dòng tiền mà nhà đầu tư có thể có được từ trái phiếu là hầu như đã được biết trước. Mỗi năm nhận được một khoản tiền lãi và sau đó là một khoản tiền bằng với mệnh giá khi đáo hạn. Còn cổ phiếu ưu đãi là gì? Chúng ta thấy cổ phiếu ưu đãi nó được xem là một chứng khoán trung tính. Trung tính ở đây có nghĩa là gì? Đôi khi người ta gọi đó là lượng tính. Có nghĩa là một phần nó giống với trái phiếu và một phần nó giống với cổ phiếu. Vậy cổ phiếu đại giống với trái phiếu ở điểm nào? Thứ nhất là cái tiền lãi được chia nó cũng cố định giống như trái phiếu. Cụ thể, tiền lãi mà cổ phiếu ưu đãi nhận được chúng ta thường gọi đó là cổ tức ưu đãi, là cố định. Đúng không? Một đặc điểm thứ hai của cổ phiếu ưu đãi là gì? Đó là về mặt thời hạn. Vì cổ phiếu ưu đãi được gọi là một chứng khoán vốn nên xét về mặt thời hạn của nó gắn liền với thời hạn hoạt động của một công ty. Mà thời hạn hoạt động của một công ty có thể là 50 năm, 99 năm hoặc là vô hạn. Mà thời gian 99 năm như vậy được xem là vô hạn. À, nên cái cổ phiếu đại nó cũng được xem là vô hạn. À, thì đặc điểm đó chúng ta có thể hình dung qua cái cách như thế này. Nếu tại thời điểm này chúng ta nhận được một khoản tiền cuối năm thứ nhất, một khoản tiền từ cổ tức ưu đãi, thì nó ký hiệu là DB, là cổ tức ưu đãi. Và khoản tiền này nó được cố định cho đến vô hạn, cho đến vô hạn. Và như vậy chúng ta thấy rằng chúng ta chiết khấu những khoản tiền này về hiện tại để ra cái giá của cổ phiếu ưu đãi ở hiện tại. Các bạn thấy, thì như vậy xét về mặt công thức, các bạn thấy thì P/R của chúng ta sẽ có dạng là gì? Sigma của DB nhân cho 1 cộng cho K, ở đây tôi ký hiệu là KB, mũ trừ T. T này chạy từ 1 đến đến vô hạn. Đúng không? Từ đây các bạn sẽ thấy là P/R của ta sẽ được xác định bằng DB chia cho KB. Cái này các bạn thấy rằng nó có giống với cái phần trái phiếu vừa rồi không? Trái phiếu là bằng Y chia cho KB. Trái phiếu này các bạn nhớ đây là trái phiếu gì? Vô hạn. Đúng không? Tương tự như vậy. Nên các bạn có thể thấy định giá về cổ phiếu ưu đãi nó cũng giống như công thức định giá của trái phiếu vô hạn, không có gì khác. Tất nhiên ở đây các ký hiệu chúng ta xài xài khác đi thôi. Xin lỗi, cái trái phiếu vô hạn hồi nãy của mình cái chỗ này không phải là KB mà chúng ta ký hiệu là gì? Là KD. Đúng không ạ? Ký hiệu là KD. Đó là như vậy. Do đó, công thức về định giá của trái phiếu của cổ phiếu đại cũng giống như đối với trái phiếu vô hạn. Đó là như vậy. Và các bạn có thấy công thức định giá của chúng ta như vậy. À, tương tự như thế. Đúng không ạ? Chúng ta có thể khảo sát cái ví dụ ở đây người ta cho như thế này. Có một cổ phiếu ưu đãi PS lãi suất gốc được hưởng là 8%, mệnh giá của nó là 100 đồng được phát hành ra bên ngoài. Thị trường yêu cầu rằng lãi suất chiết khấu là 10%. Vậy hỏi giá của cổ phiếu ưu đãi hiện tại là bao nhiêu? Bài toán của chúng ta tương đối dễ dàng theo công thức hồi nãy. Vậy thì cổ tức ưu đãi hàng năm mà chúng ta nhận được sẽ là như bạn thấy lấy mệnh giá là 100 nhân với lãi suất gốc mà cổ phiếu ưu đãi được hưởng, thì cổ tức ưu đãi chúng ta được hưởng mỗi một năm là 8 đồng. Nếu thị trường yêu cầu mức sinh lời là 10% thì giá của trái phiếu sẽ được định giá là cổ phiếu ưu đãi sẽ được định giá là 80 đồng. Đó là như vậy. Công thức tương đối khá là đơn giản, không có vấn đề, đúng không? Bây giờ chúng ta qua một cái phần tiếp theo là định giá về cổ phần thường. À, định giá về cổ phần thường các bạn sẽ thấy rằng là nó khó hơn
so với trái phiếu và cổ phiếu ưu đãi. Tại sao vậy? Tại sao nó khó hơn? Thì các bạn sẽ hình dung như thế này. Đặc điểm của trái phiếu và cổ phiếu ưu đãi là gì? Thứ nhất là cái tiền lãi mà chúng ta nhận được hàng năm hầu như chúng ta được biết trước, là một. Thứ hai là tiền lãi hàng năm của trái phiếu cũng như cổ tức ưu đãi là một khoản tiền cố định, đúng không ạ? Và như vậy thì chúng ta sẽ hình dung được dòng tiền mà trái phiếu và cổ phiếu ưu đãi tạo ra là một chuỗi tiền đều ở trong tương lai. Nên nó, vì nó là một chuỗi tiền đều trong tương lai, nên chúng ta chiết khấu nó về hiện tại tương đối khá là dễ dàng, đúng không? Nhưng tuy nhiên đối với cổ phần thường thì lại khác. Vậy khi chúng ta đầu tư vào một cổ phần thường thì chúng ta kỳ vọng cái gì? Thứ nhất là hàng năm chúng ta được công ty chia một khoản cổ tức, và khoản cổ tức đó chúng ta hy vọng rằng là nó sẽ gia tăng mỗi năm. Chứ đương nhiên là chúng ta hy vọng rằng cái kết quả kinh doanh của công ty đó mỗi năm mỗi tăng, đúng không? Mỗi năm mỗi tăng, kết quả cái lợi nhuận của công ty mỗi năm mỗi tăng như vậy thì cái tiền cổ tức được chia mỗi năm của công ty cũng cùng gia tăng. Do đó chúng ta thấy rằng là cái dòng tiền mà cổ tức mang về ở đây rõ ràng là nó sẽ không đều qua các năm. Mà cổ tức thì nó lại tùy thuộc vào chính sách chia cổ tức ở mỗi công ty cổ phần. Ở mỗi công ty có công ty chia cổ tức cao, có công ty chia cổ tức thấp, đúng không? Là một cái vấn đề thứ hai. Vấn đề thứ ba là cổ phần thường là một chứng khoán vốn, nên xét về mặt thời gian của nó là vô hạn, là vô hạn. Ba cái đặc điểm này nó làm cho cái dòng tiền của nhận được của nhà đầu tư trong tương lai đối với cổ phần thường là nó không đều và tiến tới vô hạn. Như vậy về mặt nguyên tắc, các bạn sẽ thấy chúng ta nếu đầu tư vào cổ phần thường thì sao? Và cái coi đến vô hạn, đúng chưa? Sau một năm chúng ta sẽ nhận được cổ tức là D1, năm hai chúng ta nhận được cổ tức D2, năm ba nhận cổ tức D3, và nhận cho đến cổ tức này là vô hạn, đúng chưa? Và về mặt nguyên lý, chúng ta đã biết là thường là D3 lớn hơn D2 và lớn hơn D1, đúng không? Nó là cái đặc điểm, chúng ta kỳ vọng như vậy. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ chiết khấu những khoản tiền trong tương lai này về hiện tại, thì chúng ta sẽ đo được giá cổ phần thường này ở hiện tại là B0, đúng chưa? Và từ đây chúng ta sẽ có một công thức tổng quát để định giá cổ phần thường. B0 của nó sẽ bằng sigma của DT nhân 1 cộng K mũ trừ T. T này chạy từ 1 đến vô hạn, đúng không? Đây là công thức. Và chúng ta nhớ cái DT này mỗi năm nó mỗi khác. DT này mỗi năm mỗi khác. Đó là cái đặc điểm chúng ta lưu ý. Vậy từ công thức này bây giờ chúng ta mới cái gọi là định giá làm sao. Chúng ta quay trở lại cái bài của mình. Bây giờ để đi sâu vào cái vấn đề này, tôi có thể lấy một ví dụ đơn giản trước để các bạn có thể hình dung. Các bạn có thể hình dung. Tôi lấy một ví dụ như thế này các bạn. Một cổ phiếu được biết rằng giá hiện tại của nó là 20.000 đồng. Và các nhà đầu tư kỳ vọng rằng EPS sau một năm là 2.000. Sau một năm là 2.000. Anh chị còn nhớ cái chữ EPS này không? EPS này chính là gì? Lợi nhuận của một cổ phần 2.000. Và được biết rằng công ty này thực hiện chính sách chia cổ tức là 1.000.
và lợi nhuận giữ lại là 1.000. Vậy người ta hỏi rằng giá cổ phiếu của công ty này cuối năm 1 là bao nhiêu? Cuối năm 1 là bao nhiêu? À, vậy thì về mặt nguyên tắc thì các bạn thấy nếu giả sử chúng ta mua cổ phiếu này đầu năm với giá 20.000, đúng không? Nếu xong, các bạn lưu ý nha, cái ký hiệu 0 với 1 này là chúng ta đúng theo cái sơ đồ mà chúng ta đã hay để ý. P0 là giá ở hiện tại, EPS 1 là lợi nhuận trên một cổ phiếu được kỳ vọng sau 1 năm là cuối năm thứ nhất, B1 là giá cổ phiếu vào cuối năm thứ nhất, D1 là cổ tức được chia dự kiến vào cuối năm thứ nhất, ERE là cái retained earnings đó, là lợi nhuận để lại vào cuối năm thứ nhất. Các bạn lưu ý như vậy. Vậy thì người ta hỏi rằng giá cổ phiếu vào cuối năm là bao nhiêu? Cuối năm 1 là bao nhiêu? Thì các bạn, nếu chúng ta là một nhà đầu tư, đầu năm mình bỏ ra 20.000 chúng ta để mua cổ phiếu, cuối năm lợi nhuận công ty đạt được cho mỗi cổ phiếu là 2.000. Về mặt nguyên tắc, 2.000 này thuộc về cổ đông, đúng không? 2.000 này thuộc về cổ đông. Nhưng bây giờ cổ đông quyết định chia cổ tức 1.000 thôi và để lại, tái đầu tư lại 1.000. Như vậy tôi hỏi thế này, các bạn hình dung đi. Nếu giả sử bây giờ cổ đông quyết định chia cổ tức là 2.000, lợi nhuận để lại là 0, được không? Được. Vì bằng mặt nguyên tắc, đại hội cổ đông sẽ là người quyết định tỷ lệ mức chia cổ tức này, đúng không ạ? Đó là lấy ví dụ thôi, cái này là quyền quyết định của công ty, là ví dụ thôi. Giả định ở ví dụ công ty này chia cổ tức 1.000, lợi nhuận để lại là 1.000. Vậy thì nếu nó xét đến cuối năm thì người ta sẽ thấy như thế này: đầu năm mình bỏ ra 20.000 đầu tư vào cổ phiếu rồi, đúng chưa? Lợi nhuận mình có 2.000, bây giờ mình lấy ra 1.000 thôi, 1.000 mình đầu tư tiếp. Vậy thì tính đến cuối năm, lợi nhuận của mình có được bao nhiêu? À, cái cổ phiếu này mình đã đầu tư bao nhiêu rồi? Chúng ta thấy, chúng ta đã đầu tư vào đầu năm là 20.000, đúng chưa? Cuối năm mình đầu tư thêm 1.000 nữa, 1.000 này là từ lợi nhuận để lại, đúng chưa? Vậy thì về mặt nguyên tắc, giá cổ phiếu vào cuối năm phải là 21.000. Đúng chưa? Đó là như vậy. À, tất nhiên điều này nó đúng. Đúng khi nào cái gì? Khi mà thị giá bằng với nội giá. Các anh chị lưu ý nhỉ? Thị giá bằng với nội giá. À, đó là cái đặc điểm. Vậy giả sử nhà đầu tư này, giả sử đầu năm nhà đầu tư để mua cổ phiếu và giữ nó 1 năm, sau đó cuối năm chúng ta bán đi. Vậy hỏi nhà đầu tư này mua cổ phiếu này sau 1 năm rồi bán thì khi đó lợi nhiều. Chúng ta thấy cuối năm nhà đầu tư này, thứ nhất, nhận được một khoản tiền từ cổ tức là 1.000 đồng, sau đó bán đi cổ phiếu này giá nhiêu? 21.000, đúng không? So với giá mà nhà đầu tư này bỏ ra đầu năm là 20.000, nên cái tiền lời của nhà đầu tư có được từ việc tăng giá cổ phiếu là 1.000, đúng chưa? Là 1.000 ở đây. Vậy tổng cộng lợi nhuận mà nhà đầu tư có được ở đây là 2.000, so với vốn mà nhà đầu tư bỏ ra vào đầu năm là bao nhiêu? 20.000. Như vậy mức sinh lời ở đây của nhà đầu tư sau 1 năm đầu tư là 10%, và cái này chúng ta ký hiệu đó là K, đúng chưa? Và K này nếu chúng ta chuyển sang công thức K bằng 1.000 này, nó chính là gì? Là D1, đúng không? 20.000 là B0 cộng với ở đây là gì? B1 trừ cho B0 chia lại cho B0, đúng chưa? Và anh chị nhớ, D1 là cổ tức sau 1 năm, B0 là cổ tức là giá cổ phiếu vào đầu năm.
B1 là giá cổ phiếu dự kiến sau 1 năm. Mà B1 chia B0 trừ B0 chia B0 này, nó còn gọi đó là rê. Rê ở đây anh chị nghĩ rằng nó có phải chính là gì? Là cái suất. Cái công thức này các anh chị thấy có phải là cái tỷ lệ tăng giá của cổ phiếu không? Hay người ta còn gọi đó là suất tăng trưởng của cổ phiếu. À, rê này người ta còn gọi là suất tăng trưởng của cổ phiếu. À, suất tăng trưởng của cổ phiếu. Và từ đây chúng ta sẽ hình dung ra được cái công thức. Từ đây chúng ta sẽ có được B0 bằng D1 chia cho K trừ cho R. Đúng không? D1 là cổ tức kỳ vọng sau 1 năm. R là suất tăng trưởng giá cổ phiếu. K là tỷ suất lợi nhuận mà nhà đầu tư kỳ vọng. Đó là từ đây chúng ta sẽ tính ra được cái giá cổ phiếu. Nhưng với điều kiện là gì? Là chúng ta mua cổ phiếu này và giữ nó 1 năm sau chúng ta bán. Vậy công thức này nó đúng cho trường hợp giữ 1 năm rồi bán. Vậy liệu rằng nó có đúng cho trường hợp giữ N năm rồi bán không? À, đó là một vấn đề mà chúng ta sẽ đề cập phần sắp tới.